Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng các thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Stella McCartney tại tuần lễ thời trang Paris. Với bộ sưu tập lần này, nhà thiết kế người Anh muốn đưa người mặc trở lại phong cách thời trang của thập niên những năm 80.